không thể tin nổi đây là nhân sắc tuổi 40 của Phạm Băng Băng, bảo sao dương mịch, nhiệt ba chạy dài cũng khó đuổi kịp. Chỉ là những bức hình chụp hậu trường thôi nhưng Phạm Băng Băng khiến dân tình phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hái tuổi ấn tượng. Nói đến danh xưng nữ hoàng bít, chắc chắn người hâm mộ sẽ nghĩ tới hình ảnh Phạm Băng Băng quyền lực xài bước tại thảm đỏ danh giá. Kể từ ngày phải vướng scandal trốn thuế, người đẹp họ Phạm quy ẩn, ít có cơ hội được lộ diện trước công chúng. Vậy nhưng không vì thế mà nữ diễn viên thiếu chăm chút cho vi rùa bản thân. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung sốt sinh dịch trước bộ ảnh mới do chính nàng Võ Mỹ Nương đăng tải trên mạng xã hội. Đây chỉ là một vài khoảnh khắc hậu trường một buổi đóng phim tại Hàn Quốc, vậy nhưng ai cũng phải trầm trồ và ngạc nhiên trước vẻ đẹp thuần khiết, không tỉ vết của người đẹp. Nhìn vi dừa này, chẳng ai ngờ nữ diễn viên đã 40 tuổi, thần thái và nhan sắc đều xứng với hai từ đẳng cấp. Nhìn gương mặt này là hiểu vì sao cho tới tận bây giờ không ai có thể xóa ngôi nữ hoàng si bít của nữ diễn viên đình đám. Ngay cả khi không còn hoạt động showbiz nhiều như trước, Phạm Băng Băng vẫn lu mờ tất cả đàn em như Dương Mịch, Angela Baby tịch lệ nhiệt ba nhờ khí chất xuất sắc nhờ chăm chút làn da cực kỳ cẩn thận phạm băng băng luôn tự tin khoe mặt mộc không có dấu hiệu lão hóa của mình vẻ đẹp của cô nàng là niềm ao ước của hàng triệu phái nữ